Rồi em chào chị nha. À, xin chào em luôn. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình. À, trước hết thì chị xin chào Nguyên Quỳnh. Chị chúc Nguyên Quỳnh và gia đình được nhiều sức khỏe, mọi việc được như ý. Chị và xin chào tất cả mọi người. Cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, lời chào thân thương, và chúc mọi người được nhiều niềm vui. Hồ Thị Thúy Quanh, mình sinh năm 1973, hiện tại thì mình đang sống ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh hèn gì muỗi. Em có ra ngoài chơi mấy lần á, cả là buổi tối muỗi dữ lắm luôn á, muỗi to to không à. Đó, em có ra Trà Vinh chơi, có ở lại buổi tối được mấy mấy lần á, muỗi rất là nhiều, muỗi to to Vậy lắm, mà hả? con là con đấy, con to thì là to vậy đó. Hiện tại Năm cũng không có mũi nhiều mà năm nay cũng không mũi quá. là chị đang làm Em cái gì? vậy thì Dạ, chị nói đi. chị hả? Để chị nói, hiện tại thì chị đang bán ở ở cái cửa nhà chị bán điểm tâm cơm tấm buổi sáng. Chị bán ở buổi sáng, còn buổi trưa thì chị bán thêm đồ gia phòng phẩm cho mấy đứa học sinh á, tại nhà chị ở gần trường học nè, tập dở thôi vậy đó. Rồi với em trai của chị cũng ở chung nhà chị, nó sửa điện thoại, hai chị em làm vậy đó. Mặt bằng nhà chị rộng lắm hả? Mà làm mở luôn ba ba kinh doanh ba loại luôn. Nhà chị hả, bề ngang nó 6 mét nhưng mà tại mình làm cũng gọn gọn vậy đó em. Hồi trước á, thì chị đi bán căng tin ở trong trường học á, cho nên là chị bán đồ học sinh rồi chị quen rồi đó. Rồi về cái chị cũng bán thêm, từ chị nghỉ từ hồi dịch Covid tới giờ á, không đi bán nữa, rồi về nhà bán luôn tới giờ. Chị ở ngay thành phố Trà Vinh không? Không, chị ở dưới dưới ấp em ơi, chị ở dưới huyện rồi đi xuống xã nữa. Chị ở xã, từ Trà Vinh xuống nhà chị khoảng 30 cây số, Cũng xa chị. Rồi tình mà trạng chị hôn ở gần lộ. tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Hôm nay của chị thì lúc chị 20 tuổi là ở nhà mẹ chị có gả chị một lần, thì được 3 tháng rưỡi rồi chị thôi, tới giờ luôn rồi chị không có lập gia đình nữa. Là tại vì mẹ chị mất rồi cái em đông á, cho nên là chị lo cho mấy đứa em từ ngày qua ngày tới giờ luôn. Giờ ba bốn đứa em trai mà chị lo cho được 3 đứa, rồi còn một đứa em út nữa, năm nay nó cũng 40 tuổi rồi, nó còn chưa có chịu lập gia đình nè, cho nên là chị cũng còn lo cho thằng út nữa, Có nên là ở từ từ tới giờ luôn. mình chị là nữ trong nhà thôi hả? Có 3 chị nữa, tại 3 chị đi làm với gì đó cho nên gọi 2 người đi làm, còn chị thì giống như ở nhà cũng lo mấy đứa em vậy đó. Mấy đứa em nó theo chị, tại chị ở nhà mẹ chị, còn 3 chị thì đi làm với người ta. Ý em hỏi là chị chỉ có một mình chị là chị gái thôi hả? Ba em trai, có mình chị là chị gái thôi. Đúng rồi, có mình chị là gái thôi, chị thứ hai, còn 4 đứa em trai. Chị rồi kết hôn là chị có quen trước không hay là ta làm mai mà kết hôn được có 3 tháng vậy? Không có quen em ơi, cậu của chị mà còn ở ngoài huyện á, thấy rồi cái cậu làm mai, rồi cái chị về, cái cưới về được 3 tháng rưỡi, mà trong thời gian 3 tháng rưỡi đó là anh ảnh đi chơi, mà ảnh đi quýnh bài, ảnh đi đá gà, ảnh đi suốt suốt vậy đó, tại nhà cũng buôn bán, cái ảnh chở đồ đi cho người ta, xong là ảnh đi tới chiều rồi hỏi thăm lại, thì là ảnh đi chơi không mà. Chị cũng có khuyên nhưng mà ảnh không có nghe, rồi chị thấy không được, cho nên là chị trốn vô chùa ở, vô chùa ở hết
hết một tuần lễ, xong tự nhiên cái bữa đó cũng khiến gì cái chị đi ra ngoài, chị phụ khiêng củi á cho người ta nấu ở chùa á, cái sao chị vừa đi ra ngoài á, cái ảnh anh chạy anh kiếm anh gặp anh kêu với anh chạy theo chị luôn vô chùa, cái bà cô đó không cho ở nữa, bà cô nói thôi đi về đi. À, con muốn cái gì thì đi về nhà giải quyết đi, chứ giờ chồng con đi kiếm vậy con không ở đây được đâu. Thì cái đi về rồi chị thôi luôn. Đi rước về mà cũng Sao? không Đó đi tìm rước về mà cũng không thay đổi hả chị? Ý em ừ. nói là đi Em nói tìm, sao chị nghe không rõ? ý em nói là đi tìm chị rước về mà cũng không thay đổi nữa hả? Không, cũng không còn học bỏ đánh bài nữa hả? Không có, lúc đó là chị không có về nhà nữa, không có nhà về ảnh nữa, chị đi về nhà chị, tại vì cưới khoảng một tháng là chị thấy ảnh là đi chơi vậy đó, chị cũng về chị nói với mẹ chị nói cũng như là thấy anh này không có lo làm ăn, anh này hứa lo làm ăn mà không có lo, con thấy anh đi chơi không mà con nói không có được, và mẹ chị cũng phụ khuyên khuyên ảnh thì ảnh sẽ bỏ, xong rồi cái tới ảnh không cũng không có bỏ luôn, cái đi về rồi mình cũng đi về, thì đi về cũng khuyên ảnh cũng không được, từ xong tới 2 tháng cái chị cũng đòi thôi nữa, cái má mẹ chị cũng khuyên nữa, mẹ chị nói để một tháng từ từ đi rồi má phụ nói cho với chồng con cho từ từ nó bỏ cái gì, bà ngoại chị cũng khuyên luôn, nhưng mà cuối cùng thì anh cũng không nghe, anh bỏ chị anh đi đi suốt luôn, đi tới có khi đi tới 1-2 giờ đêm mới về, rồi cái chị nói biết hết được, rồi cái chị mới buồn quá, chị mới đâu có biết đi đâu đâu, chị mới lên trên chùa ở trên Trà Vinh á, chị ở trển, nếu mà tôi mà đi ra khỏi nhà là không có trở lại, tại vì đi ra đi vô vậy mắc cỡn lắm, là không có thích đâu, nói chừng nào anh không nghe mà đi luôn là đi luôn, anh cũng nghĩ là chị nói chơi, ngày đầu chị đi cái chị đi luôn, chị thôi luôn tới giờ luôn á. Nó chắc còn sớm quá, thì có bé nào không chị? Không có bé nào á em, chưa có bé nào, tại lúc đó nói chung là chị 20 tuổi mà chị lúc đó giống như chị ở dưới quê á, chị gò lắm nói cười cười nói chứ có chồng chứ cũng không có biết gì đâu, rồi về rồi cũng nhà thì nhà chồng thì nói chung có mình ảnh à, ảnh ra Úc, ba mẹ chồng chết hết rồi, rồi còn mấy chị thì tôi riêng hết, còn mình ảnh à, cho nên là cũng như là mình không thích thì mình không 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 có gần gũi được chứ, không gũi được chị đó, chị cũng cho rồi xong rồi anh cũng chán, xong anh đi chơi hoài hoài vậy luôn, xong chị thôi luôn. Chị rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị là chị thích học hỏi, chị thích làm cái lắm, dù chị đâu chị thấy ai làm cái gì, ví dụ nấu ăn hay là làm cái gì đó là chị hay học hỏi để chị làm theo, thì chị siêng lắm, với lại là chị thật tình, chị nói sao là vậy á. Còn khuyết điểm của chị? Cái điểm của chị là giống như chị không thích mấy người hỏng thật, với lại cái người phải gặp cái người mà đạo đức thì mình nói chuyện cởi mở đâu, chị không chị là chị thích, còn chị không thích là mấy người mà giống như là nói chuyện mà không có thật á, chị không thích, với lại mấy người không có biết giống như là dương lên vậy đó, chị muốn tìm người bạn là người thật thà có đạo đức biết lo làm ăn lo cho gia đình. Chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Hiện tại thì chị 52 tuổi, là anh khoảng 65 tuổi trở lại được. Nếu như anh đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Uống rượu thì cũng được, nhưng mà uống hết thôi, ví dụ như tiệc tùng hay là bạn bè gặp gỡ giao lưu trao đổi rồi thôi, chứ đừng có uống nhiều quá, tại vì đàn ông mà cũng phải cho người ta uống chút đỉnh.
đừng uống nhiều. Cái là hút thuốc cũng vậy, cũng đạo hút thuốc cũng càng tốt. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị tự xem của video của em á, Vậy đó hả? chắc tối chị khoảng là 8:30 chị làm xong việc rồi chị vô phòng chị xem, chị lướt lướt chị xem, chị thấy chị coi cũng mấy tháng Anh em của chị thì chắc cũng hối chị thôi rồi đi lập lập gia đình đi hả? đúng là mấy đứa em trai của chị đang nói kêu chị, nếu chị coi được chỗ nào thì chị lên lập gia đình đi, tại vì chị cũng là lớn tuổi rồi, với lại tụi em giờ cũng có nơi có chỗ rồi, chỉ còn có một đứa thôi, thì có gì thì mấy em phụ. Chị ở mình vậy tới nữa rồi chị lớn chị bệnh này kia nọ, hay là chị có công việc gì chị cần người, tụi em thì cũng được, nhưng mà nó hơi là nhiều khi tụi em có công việc rồi này kia nó hơi bất tiện hơn là ở chung với chị, nó dễ hơn. Nó cũng khuyên chị nên lập gia đình vậy đó, nhưng mà nó cũng khuyên lâu lắm rồi, mình kiểu như mình cũng lo làm mấy em. Mẹ thì mất, mẹ chị mất là lúc chị mất tới 26 tuổi à, em chị còn nhỏ nhỏ không à, ở đó thì rất là khổ luôn á, nên là một mình là quán xiếc hết luôn, vừa em vừa trong nhà vừa ngoài luôn, nên là mình biết cái làm như là mình lo, mình biết mình không nghĩ tới không, mình không nghĩ tới luôn. Cũng có nhiều người giới thiệu nữa, nhưng mà chị thấy nếu như mình cũng không có tìm hiểu ai, nhưng mà kiểu như mình ý mình là mình lo mình làm để cho cuộc sống mình nó đỡ đỡ một chút, nó đỡ thiếu thốn, cho nó thoải mái được một chút. Bây giờ thì cũng tạm tạm ổn rồi, nên đừng có cũng nói chị. Thì chị thấy cái chương trình nó được nên chị đăng ký. Chị bán quán ăn như thế chắc chị nấu ăn rất là ngon phải không? Chị nấu thì cũng ăn được, chị cũng không biết sợ, nên nói chung nấu ăn thì ai cũng nó ăn được, nhưng mà ngon thì tại vì mình cũng không có đi học hành gì đâu, thì chị chỉ chị đã đi đám cái tiệc gì đó, chị thấy người ta nấu mấy cái món mà ví dụ mình thường mà mình hay hay muốn ăn, hay là mình ở nhà mình có đám tiệc như như má chị, một năm thì chị cũng giỗ má chị một lần, thì mấy cái món mà để đám giỗ mình nấu thì chị hay tìm tòi để chị nấu, rồi sẵn thì mình tìm tòi thêm, mình học hỏi thêm những cái món khác thì cố gắng thì nấu cũng được được. Chị bán cơm thì người ta ăn, người ta cũng khen, ướp thịt thì cũng ngon, người ta khen thôi chứ mình cũng không dám nói, nên chị bán cũng được. Chị có nhân viên làm với chị không hay là chị bán một mình thôi? À có em trai của chị nó phụ, là chị có kia kiếm thêm nhỏ em ở xóm, nó phụ sáng mấy cái nó phụ dọn, với lại nó rửa chén em. Chị thì chị bán, rồi em chị thì đến để chạy đi bỏ mối, em nhỏ chị mướn thì nó nướng thịt cho chị, rồi nhiều khi nó bưng cơm qua chợ, nhà chị cũng ở gần chợ. Chị rồi những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Vậy hả, chị biết mai, chị biết mai khi nào mà công việc nhà xong rồi thì khi chị mai, mấy năm trước chị có mai mướn, nhưng mà sau này thì không có mai nữa, tại nó lu bu công việc quá, nên là chị mai đồ nhà thích mai, rồi cũng thỉnh thoảng cũng thích đi đây đi kia đi du lịch, thì nhưng có hổng chị đi Đà Lạt đi cúng đi đi chùa đồ này kia đó, chị cũng hay đi gì đó. Chị rồi chị thích một anh làm quen với chị á, chồng tính ít nói hay là lãng mạn hoạt bát? Chị thích là người làm vui vẻ hoạt bát, Chị có thích anh ấy có tính lãng mạn không? nếu mà có thì cũng được, vừa vừa thôi đừng lãng mạn quá. Sau khi chia tay với ông xã của trước của chị thời gian rất là lâu, trong thời gian đó chị có quen ai không? Không quen ai hả? Không quen ai em ơi, cũng như là chị đi bán vậy cũng có nhiều người, người ta thích chị, người ta cũng
tới người ta nói chuyện này kia nọ thì mình cũng nghĩ như bạn bè chị cũng nói chuyện bình thường, nhưng mà cái chuyện mà tình cảm đi xa hơn nữa thì không có, nhưng mà chị chỉ lo làm thôi, không quen ai, nhưng bạn bè thì cũng có. Hồi đó giờ có bao giờ chị đi du lịch ra nước ngoài chưa? Tôi đi nước ngoài, tôi có đi Rồi. nước trong thôi, chỉ đi trong nước vòng vòng trong nước thôi. Rồi, sau khi hôn nhân đổ vỡ như thế, hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì chị mong muốn là gặp được một một người đàn ông như là vui vẻ mà có đầu có tâm, có đạo đức, lo cho gia đình, thương chị. Làm á thì giống như cũng có việc làm đi ổn định cũng được, kiểu như phụ chị chút đỉnh thôi. Còn cũng không phải là bắt buộc người ta quá. Có việc làm ổn định là được rồi, với lại là có đạo đức chút xíu. Vui vẻ. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1,5 m em, Chị muốn anh mét bạn năm của mươi mình. Chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? khoảng 1,7 m Ngoại hình của anh ấy đối đổ với chị. lại. Ngoại hình của anh ấy đối với chị có quan trọng không? Sao em chị ăn được? Ngoại hình của anh ấy đối với chị có quan trọng không? Cũng không quan trọng lắm, cũng giống như vừa vừa với chị là được rồi. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Sau video này nếu mà anh nào thích chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị nha. Rồi nếu mà sau video này chị thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình. Chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy ha. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau đó. Mình nếu ở Việt Nam với Việt Nam mình có thể gọi được. Còn ở nước ngoài thì mình gửi tin nhắn trước. Mình có thể gọi nhưng mà canh khuya khuya ở Việt Nam á, thì chưa ở bên đây á, thì chị có thể gọi được. Nhưng mà khi liên lạc ra nước ngoài mình phải kiên nhẫn nha chị. Tại vì không phải là mình gọi hoặc mình nhắn cái là ta trả lời mình liền. Tại vì khi ở bên đây ta bận làm việc á, người ta không có bắt điện thoại được ha. Mình phải kiên nhẫn nếu mà muốn liên lạc với họ. Nếu mà họ liên lạc với mình thì rất là dễ rồi ha. Rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận về tài chính của mình nha, tại vì chị phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định tài chính của mình ha. Dạ. Biết à. Rồi chào chị, chào khán giả giùm em hả chị ha. Mình chào tất cả mọi người trong nước và ngoài nước. Chào tạm biệt. Ba chị, có trai chị nha.